Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Họ gần yêu nhau từ bao giờ đối với vị người đẹp bên kia? Em tên là Ngô Văn Thiên, tên thường gọi là Hiếu Thiên. Em năm nay là 35 tuổi, rồi. Quê của em là ở Quảng Nam, Đà Nẵng. Nhưng bây giờ em sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở đây. Thiên làm gì? À, em có công ty riêng, tên là công ty em là Visa Hiếu Thiên, chuyên về dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam đi nước ngoài, đi Mỹ, Úc, Canada. Thiên 35 tuổi, quê Quảng Nam, sống tại thành phố Hồ Chí Minh, làm nghề visa du lịch. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, anh Huyền Linh, chào tất cả mọi người và chào anh chàng bên ấy. À, em tên là Trần Thị Thùy Trang, em năm nay 29 tuổi. Hiện nay em làm trợ lý cho hậu Phan Thị Mơ. À, quê mình ở đâu em? Dạ, quê em là ở Gia Lai ạ. Gia Lai. Trợ lý của hoa hậu chắc cũng cỡ hoa khôi à. Dạ, chắc là mẫu hậu đó anh. Em là Trang đúng không? Dạ, mấy mốt chị làm trợ lý cho em được đó. Được đó, dạ. Bên đây là Thiên Trang. Được. Nghe nó hấp dẫn quá nha. Những cái ưu khuyết điểm của Trang là gì? Ưu điểm của em thì hòa đồng, vui vẻ và rất là hay cười. Em thì được mệnh danh là em có nụ cười tỏa nắng, nhưng mà riết rồi cô em thêm một câu nữa là những cô hàng xén răng đen cười như mùa thu tỏa nắng. Nhược điểm của em thì em mắc bệnh não cá vàng, em hay quên lắm. Em làm gì đó xong lúc sau mà không có ai nhắc nhở em là em lại quên. Trời đất, em làm trợ lý cho người ta để em nhắc nhở lịch người ta mà em còn hay quên nữa. Khi mà hồi hộp run hay gì đó là em hay bị quên những cái mình cần phải nói. Nhưng mà trong công việc thì cái gì khi em đã chuyên tâm thì em không bao giờ em quên nó. Thật ra em là kỹ lưỡng lắm, em rất là kỹ luôn. Chứ kỹ làm tính trợ lý mà dạ. Sao mà không kỹ được dạ. Đúng không? Còn cái gì nữa không? Em không biết bơi, vì không biết bơi nên là không bao giờ em đi biển. Tại vì em thấy người ta bơi mà em không bơi được, em khó chịu. Yên tâm, bên đây có bạn. Không biết là bên đó anh có thể sẽ dạy cho em bơi được không anh? Thiên sẽ tập bơi cho Trang. Mai mốt Thiên sẽ tập bơi cho. Đó là điều em mong muốn tập bơi. Chứ em cũng sợ chết đuối. Hồ bơi nó có sâu đâu, có 1m2 à. Không sao hết. Là do em không có người đi cùng. Còn sau này em có người đi cùng là sẽ có người dẫn em xuống bơi. Thiên cũng đâu có biết bơi đâu. Thôi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm của Thiên đi. Em thì ưu điểm cũng giống như bạn Trang bên đó. Là vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát. Và em cũng có được rất là nhiều tài lẻ. Như em biết pha chế, em biết nấu ăn, em biết ca hát, nhảy múa. Nếu như ai làm sao thì em bắt chước, em có tài bắt chước cũng... cũng hay ha. Cũng hay. Rồi giống mình... như bạn Trang hồi nãy nói thì bạn Trang rất là kỹ tính, sạch sẽ. Thì em thích cái điểm đó, bởi vì em cũng rất là kỹ tính và sạch sẽ. Mai mốt làm trợ lý cho em, nhưng mà đừng có quên. Bởi vì công việc của em là về giấy tờ cho người nước ngoài và Việt Nam. Hôm nay mà quên trả hồ sơ, tối nay người ta bay là coi như đền vé máy bay cho người ta. Em có tật xấu gì không Thiên? Tật xấu thì cũng có chứ. Ví dụ như là em mà nói gì ai không nghe á thì em cũng hay cầm ràm lại á, đặc biệt là em gái em. Hai nữa là em ngủ cũng đôi khi cũng ngáy, ngáy nhẹ, ngáy như tiếng đàn thôi. Nhưng mà trời ơi, ngáy mà đàn, như tiếng đàn, đó giờ tôi mới nghe. Đó. Ngáy như tiếng đàn, không biết đàn gì đây. Đàn tơ rưng. Có gì nữa không nè? Dạ. Còn tật xấu thì em nghĩ là người khác sẽ tìm hiểu mình và phát hiện tật xấu của mình nó sẽ hay hơn là mình tự nói. Nếu mình nói ra thì khai tốt hơn em ơi. Dạ. Giờ khai tật xấu ra tốt hơn chứ để nữa tao phát hiện ra nguy hiểm lắm. Em muốn anh nói tật xấu của anh hay là em tự tìm hiểu? Dạ nếu như được thì anh cứ nói đi anh. Còn là giả sử như em biết đâu em là người kỹ nên em sẽ soi ra nữa thì sao anh? Nhưng mà nói sao thiệt mà? Em Thiên nha Thiên, em cũng đẹp trai đấy, sao mà giờ vẫn còn ế? Đó, tin điều đó. Tôi cũng định hỏi câu đó đó. Thật ra là ế không phải là ế chị, mà là đó là xu thế hiện nay á chị. Đúng rồi đó anh, em đồng ý quan điểm này. Nhưng mà trước đây mình đã trải qua mấy mối tình rồi em? Em trải qua được 3 mối tình rồi chị. 3 mối tình. Mối tình mới nhất đây nè, là bao lâu? Cách đây thì 3 năm anh. Mối tình nó mấy năm? Cũng 3 năm. Ồ. Trời. Dạ. Vậy là em cũng yêu sâu đậm quá hả? Đó là nhược điểm của em đó. Em là người tiếp người sống tình cảm. Nhưng mà lý do gì quen 3 năm là cũng lâu mà bạn tìm... em lấy chồng nước ngoài chị. À, đang quen với em mà sang ngang luôn vậy đó hả? Bạn đó có quen trước rồi, xong đó là quen với em. Bạn đó cũng muốn đi nước ngoài để định cư. À, rồi sang ngang luôn. Bạn ấy lấy chồng trước em ha? Không, người ta lập gia đình trước em chứ không phải lấy chồng trước em. Nói chung là nhìn em thấy hồng nhan bạc phận quá. Bên này mình thì sao? Em mà bao nhiêu mối tình rồi được? Em chưa trải qua mối tình nào. Cái gì? Cái gì? Thị
nở còn có chí phèo cho em, không có ai hết á. Bản thân em có một cái nhược điểm rất là lớn, đó là em sợ cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi. Cũng như anh đã nói, tức là yêu ai đó thì dành hết tình cảm cho họ. Ví dụ như bản thân mình đang còn yêu say đắm quá mà tự nhiên anh đó bảo là cô gái này không hợp với bản thân mình thì thôi chúng ta không hợp, ta chia tay, thì cái cảm giác lúc đó em biết là cái là em sẽ rất đau khổ. Nhưng mà toàn là em đang tưởng tượng chứ em chưa bao giờ biết đúng cái sự em tưởng tượng sai của em đó. Sai rồi, em bậy rồi. Nên là em tại vì á, cái cảm giác cô đơn á nó ghê gớm thiệt. Dạ, nhưng mà rồi, cái cảm giác khi yêu á nó sung sướng lắm. Em là đã phí gần nửa đời người rồi. Dạ. Hôm nay phải yêu cho lẹ. Tại dạ, vì mình có yêu rồi, dù mình có chút đau khổ thì nó thêm cái hương vị của cuộc sống, nó thêm đúng kinh nghiệm. Trời ơi, 28 tuổi mà chưa yêu một lần nào một cô gái xinh đẹp như vậy, nó phí vô cùng luôn. Em cũng rất là cảm ơn người bạn của em. Bạn là phóng viên, bạn ngồi khai thác em hết, em ngồi em khai hết. Em tính em thật thà lắm, có sao em nói vậy. Về tự đi điền danh sách vô, tự nộp cho chương trình, đến một ngày đẹp trời gửi qua cho em một cái tin nhắn: tao đã đăng ký xong rồi, mày chỉ cần chuẩn bị đồ đẹp và lên trên chương trình thôi, còn lại tao đã đăng ký cho mày rồi. Hy vọng là nếu như anh quen em lâu dài thì đừng để phải bỏ rơi em là được. Sao chờ anh nói em nghe, 28 tuổi mà chưa có người yêu á là một cái dấu chấm hỏi nhiều người đặt ra coi là giới tính coi sao. Dễ thương á, nhiều tính của em á cũng cá tính lắm á. Dạ đúng. Nhìn rồi anh, ra vẻ xinh lắm hả? Hơi một chút xíu đàn ông. Xinh lắm hả? Xinh, dễ đẹp. Thương. Tiêu chí của em là phải trắng đẹp và thơm. Và thơm. Trắng đẹp và thơm. Xinh thì có nhưng mà thơm thì chưa thấy. Trước em phải ngửi tự đúng không đúng anh? Đúng rồi. Ơi, dạ. Em là có một cái đam mê, đó là đam mê nước hoa. Anh muốn em thơm thì anh phải mua nước hoa tặng em đó nha. Anh còn thích đó. Anh thích đó. Bây giờ anh hỏi em nè, em muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Trước tiên nó phải thương em, không hói, không hút thuốc. Ủa đang nói anh hả? Anh không, em không nói anh đâu. Nói thật anh là mẫu người đàn ông mà em thích đấy anh ạ. Vậy hả? Dạ, anh không có hói, đối với em anh như vậy là không có hói đâu ạ. Anh đẹp, rất là đẹp trai luôn. Dễ thương quá. Em không thấy một điểm mà mới nãy anh nói có dính đó. Nói là đại đi em. Anh ngủ ngáy ạ. Không, ta ngáy như tiếng đàn. Ngáy như tiếng đàn. Ngáy như tiếng đàn. Em không thích trai để tóc hai mái ấy. Thôi này nó không có mái nào. Thôi cũng không chịu mà. Hai mái cũng không chịu. Cô khó chịu quá. Tao mấy mái kệ người ta. Miễn ta đẹp ta thương cô được rồi. Hai mái, ba mái chi nữa. Em sợ ngã rẽ hai đôi đúng không? Ừ. Dạ đúng rồi đó. Thôi được anh ở đây là đẹp trai nha. Dạ. Dễ thương nha. Cười tỏa nắng. Trời ơi, bên đây ta cũng dễ thương mà làm gì mà. Đẹp gái nha. Trời ơi, khen nhà trai dữ vậy trời. Dạ, chị nhìn kỹ mà Trang, chị. Trang nói sợ yêu hả? Người ta nói là yêu thì lỗ mà không yêu thì khổ đúng, khổ, đúng không? Bình thường là em nhưng chịu khổ sau 28 năm rồi. Chịu lỗ hay thà chịu khổ? Lanh quá à, hai người này thiệt lanh dễ sợ luôn. Nghĩ chắc MC đi xuống luôn chứ không cần ngồi đây quá. Dạ, lần đầu tiên thì phạm chị Cát Tường đẹp quá. Đẹp trai ha, đẹp gái ha. Bây giờ cô này cũng chưa có mối tình nào hết trơn trời á. Dạ. Nếu mà vô cái là coi như em là mối tình đầu đó. Em có muốn em làm mối tình cuối luôn không? Có chị. Bây giờ nếu mà được thì chừng nào là tiến tới luôn được? Được là em quất liền á chị. Liền là bao lâu? Dạ. Tôi hỏi đám cưới. Quất liền vậy? Tôi hợp hỏi nhau, cưới. Hợp nhau là mừng tới à. Mừng bao cái gì? Được, em chỉ cần yêu anh còn mọi thứ để anh lo. Ba lo vậy anh. Có cái điều gì mà em không thích ở người phụ nữ không? Bài hài. Trời, nghe từ bầy hay ghê quá. Thích người phụ nữ, người ta nói ở nhà là như con sen, phải gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nóc. Ra đường thì như bà hoàng, lên giường thì đi ngủ giùm em. Gì? Lên giường thì đi ngủ anh. Chứ nhiều người lên giường càm ràm, em sợ. Gì có chuyện giường chiếu đây nữa. Cũng dí dỏm hài hước lắm. Điều gì em ghét nhất ở đối phương? Đừng nhiều chuyện. À. Chuyện nhiều có thể kể em nghe, em có thể lắng nghe hết. Được. Ngồi lê đôi mắt dạ, bà tám là không được đúng không? Thì không được. Có làm dâu không? Dạ không. À. Lấy nhau gì thì sống với em mà yên tâm, em có căn hộ riêng. Chúng ta tham khảo người thân coi sao nha. Tình hình là em. Em đi với lại bạn thân với lại em gái. Em ruột á hả? Dạ. Để rồi, nghe ý kiến em ruột trước cái coi. Dạ em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Dạ em chào chị ạ. Chào em. Dạ em thấy chị gái bên này rất là xinh ạ. Em thấy cái ưu điểm nhất là gọn gàng này kia, là anh em rất là thích gọn gàng và sạch sẽ. Nhưng mà em chịu không? Em chịu chị dâu tương lai không? Dạ em chịu ạ. Chịu. Nhìn chắc chị rất là dễ thương à. Rồi, vậy là tốt rồi. Đâu, bạn thân nào đâu? Thân ai nấy lo hả? À, dạ, xin chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Rồi, em là tên Nguyễn Gia Huệ. Em là bạn thân của Thiên. Thiên á, thì là một người đàn ông hiện đại. Còn bạn gái kế bên á, thì cũng rất là xinh.
nhưng mà nói hơi nhiều. Bạn Thiên cũng nói rất là nhiều, nên hai bạn này lấy nhau chắc là ha, lúc nào cũng vui vẻ ha, gia đình vui vẻ thì em thấy hai bạn rất là hợp. Về khuôn mặt cũng hơi giống giống nhau, người ta nói là có duyên phu thê đó chị Cát Tường. Phu thê. Rồi cảm ơn ý kiến của bạn. À, hôm nay mình đi với ai cưng? Dạ em đi với những người bạn thân thiết nhất của em. Cũng là những người bạn thân thiết. Và trong đó có người mà đi đăng ký tới chị. À đâu. Vậy là em gái anh cũng đăng ký cho anh đó. Thấy dạ, vậy lâu là quá muốn tìm bạn cho nên anh đăng ký. Chúng ta gặp nhau phải không anh? Đúng rồi. Em chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào quý vị khán giả trường quay và chào bạn nam bên đây. Thì em là bạn thân của Trang, cũng làm cùng một team với nhau. Trang theo em cảm nhận là một người là cực kỳ tốt, thiên về gia đình. Bạn bên đây thì em thấy cũng sáng sủa, đẹp trai, công việc thì cũng ổn định. Đẹp trai quá nên cũng lo cho Trang. Tới bây giờ 35 tuổi mà vẫn còn độc thân thì đó là cái, cũng là cái dấu chấm hỏi. Độc thân chứ không phải ế. Mình đẹp trai cho nên ai cũng nghĩ mình có bồ đó anh. Cứ như là thả thính ai thì người ta cũng không sợ, dám đúng không? Ta lo đúng không? Dạ. Tóm lại là được đó Trang, Trang chọn đi Trang. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt. Kéo ra. Kéo hàng rào. Chào Trang. Dạ chào anh. Tặng cho Trang cái bó hoa. Còn em tặng anh 4 bức tượng. Anh có thể lấy ra xem về 4 bức tượng này nó có một ý nghĩa. Cảm ơn em, nhà anh có 3 bức như vậy. Dạ vô tình là đúng rồi anh. Đúng rồi. Làm như hai đứa nó quen từ lúc nào nghe vậy ta? Thân dữ vậy không biết. Không nghe, không thấy, không nhìn với là chuyện người khác thôi. Còn anh nhưng luôn nghe, đối với thấy em và nhìn là em sử dụng cái từ cuối cùng đó anh. Tức là dùng đầu óc và trái tim để cảm nhận, cảm về nhận em. Về em. Đúng rồi. Thôi bây giờ em muốn chứng minh gì, em hát hò gì, em thể hiện tài lẻ của em cho bạn gái xem đi. Thường là em thích nhạc của ai? Anh là hát bolero. Anh có thể hát những gì anh thích ạ? Biết nhớ em nhiều cũng thế thôi. Nhớ em có nhớ gì tôi? Từ đây vui với đời sương gió, vui với rượu nồng, với chính chúng mình không còn gặp nhau. Trời ơi, cái gì vậy? Bao đêm ngồi nhớ nhung ơi là sầu. Tình buồn như lá vàng rơi, còn gì đâu nữa em ơi, duyên kiếp giờ mình chia hai lối. Không, cái bài này là do ngày xưa trời bà gái ơi, đi chồng trời người ta chưa có một cái mối tình nào hết trơn á. Mới mở màn lên gặp người yêu lần đầu tiên ấy, rồi, chia tay đốt phòng lòng hãy rồi vậy thôi bỏ qua là, có cái gì nó vui hơn không gì đi. Bước lại câu này cho nó dễ nè, em gỡ điểm lại nè được không? Được. Hòn lửa xa vào đôi mắt em, về đâu làm tóc xòa bến rèm thấm ướt. Đó, được cho anh, coi coi. Thôi bây giờ á, hai bạn làm một cái gì chung với nhau đi, nhảy hợp không? Lý dạ, thôi. Em có thể nhảy được một chút xíu. Chiều. Âm nhạc. Dừng lại, nhảy như này cho tới sáng luôn á. Rồi, cảm ơn em. Nửa bắt tay nữa. Thôi bây giờ em hồi hộp á. Nãy giờ mình giao lưu về mặt văn hóa nghệ thuật rồi ha. Bây giờ ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay. Trang hồi nãy nói là không biết bơi, anh có thể tập em bơi. Dạ, em cũng đang cần một người tập em bơi và tập em nhảy. Em thích đi du lịch không?
Dạ em rất là thích đi du lịch. Thì mai mốt anh có thể làm visa cho em đi du lịch. À, điều em muốn rồi. Em đặt mục tiêu cho mình là 23 tuổi là tốt nghiệp xong thì đến năm 25 tuổi sẽ có một người bồ đi chơi, đi du lịch. Đến năm 27 tuổi cưới thì cuối cùng là em bị chạch đường ray quá nhiều nên hôm nay em phải đến đây và em rất là mong tìm được một người để đồng hành với em đi du lịch. Em có một người dì và muốn một người dượng. Dượng em nói với dì em một câu nói này nè, dù bà già cỡ nào tôi cũng dẫn bà đi du lịch khắp nơi trên thế giới. Hồi trước anh cũng giống như em đó, là cái đưa ra cái mục tiêu cho mình là 35 tuổi là mình sẽ cưới vợ. Nhưng bây giờ gần 36 rồi, cho nên cũng lố một năm rồi đó. Anh cần một người vợ để đồng hành cùng anh hay là anh cần một người vợ ở nhà phụ anh? Nếu như mà người vợ có thể giúp anh thì càng tốt, bởi vì làm trợ lý cho mình thì nó dễ hơn, yeah. Đúng không? Nhưng mà cuộc sống hiện đại mà, thì tốt nhất là người vợ cũng phải đi làm với người chồng của mình để góp công góp sức, chứ không có thể mà người vợ ở nhà lo gia đình không. Bởi vì nhất là vợ mình sẽ buồn đi, ở nhà hoài thì vợ mình sẽ chán, sẽ dễ bị stress. Em cũng có học thêm một ngành dược. Em tính là định hướng là em sẽ mở quầy thuốc và em có một công việc riêng. Người chồng tương lai của em sẽ có một công việc riêng và hai người hỗ trợ cho nhau. Có những người chồng là họ không muốn vợ đi làm tại vì cảm giác là đi làm rồi quen người này người kia hay ghen này nọ nọ kia thì nó không, không anh thì không có nghĩ là như vậy. Nếu như những gì của mình là của mình không ai giành được. Anh ở chung cư thì anh ở khu nào vậy? Anh quận ở Thảo Điền. Thảo Điền. Thảo Điền quận 2. Chắc qua xa nhà em hơi xa rồi. Em ở đâu? Dạ em ở bên Hóc Môn. Nhưng mai mốt nếu mai mốt em chuyển về Thảo Điền thì em có chuyển không? Sức giá phong phú anh. Mỗi người nói một câu nữa thôi. Cảm nhận về đối phương. Chắc em thích màu trắng đúng không? Hôm nay tình cờ gặp hai đứa mình mặc màu trắng hết. Dáng của em đẹp, anh thích nhìn em dễ thương. Ánh mắt của em sống nội tâm, tình cảm. Còn đối với anh em cảm nhận một sự chín chắn, chững chạc của một người đặt tay vào nút bấm này hai bạn. Đã trò chuyện với nhau nãy giờ rồi. Chúng ta bắt đầu nhắm mắt lại, lắng lòng mình lại các bạn. Kiểm tra xem tim mình có thổn thức hay không. Bấm nút là trao duyên với nhau. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Hết thời gian. Cảm ơn em. Cảm ơn. Họ gần yêu nhau từ bao giờ rồi quý vị? Tay nắm chặt ha. Nụ cười rất là tươi, giống như bạn gái này nói đúng đó. Hình như có gương mặt phu thê thì phải. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm đạp Cinebox 212 lấy chiến thắng. Đây gửi tặng các bạn. Cảm ơn anh. Một nụ hôn đi nào. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Quà tặng của các bạn là một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú.